Sau 3 năm đưa vào khai thác, hiện mỗi ngày có trên 35.000 hành khách sử dụng tuyến đường sắt đô thị Cát Linh, Hà Đông là phương tiện đi lại. Trong đó 47% là những người đi làm, 45% là những người đi học và 8% còn lại đi lại với các mục đích khác. Đặc biệt, lượng hành khách đi lại thường xuyên bằng vé tháng đã chiếm tỷ lệ trung bình 70% trong ngày, trong giờ cao điểm tỷ lệ này chiếm trên 85%. Cũng theo kết quả điều tra khảo sát, trên 60% hành khách có xe máy và 18% có ô tô con nhưng vẫn sử dụng đường sắt đô thị để đi lại với những chuyến đi trong vùng phục vụ của tuyến. Theo ông Vũ Hồng Trường, tỷ lệ này đã góp phần giảm thiểu mật độ phương tiện trên hành lang tuyến giờ cao điểm, từng bước giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường. Thói quen đi lại của người dân cũng chuyển dịch từ sử dụng phương tiện cá nhân sang sử dụng phương tiện công cộng, chấp nhận đi bộ để tiếp cận nhà ga, hình thành văn hóa tham gia giao thông văn minh, lịch sự. Cũng theo ông Vũ Hồng Trường, sau gần 3 năm vận hành tuyến Cát Linh, Hà Đông, Hà Nội Metro đã từng bước xây dựng được đội ngũ những nhà quản lý, những người hoạch định chính sách, vận hành khai thác đường sắt đô thị theo hướng chuyên nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro, đơn vị quản lý vận hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông cho biết, kết thúc năm 2023, lãi sau thuế của Hà Nội Metro đạt hơn 13,1 tỷ đồng, tăng gần gấp 6 lần so với năm 2022 và là năm thứ 2 liên tiếp công ty có lợi nhuận dương trở lại sau nhiều năm chịu lỗ. Năm 2024, Hà Nội Metro lên kế hoạch tổng doanh thu là 529 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2023. Còn mục tiêu lợi nhuận sau thuế là 13,4 tỷ, tăng nhẹ so với năm ngoái. Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông dài 13 km đi trên cao, có 12 nhà ga. Mỗi đoàn bao gồm 4 toa và sức chở tối đa là 960 người một đoàn. Tốc độ tối đa là 80 km/h và tốc độ khai thác là 35 km/h. Thời gian đoàn tàu di chuyển toàn tuyến là hết 23 phút.